Rồi, Hiếu chào tất cả anh em. Hôm nay thì Hiếu lại tranh thủ vào đóng ít hàng cùng với bà xã đây. Đấy, hàng sản phẩm rất là nhiều luôn anh em ạ, để phục vụ cho anh em. À, đây là bà xã. Bầu bì vẫn phải vẫn phải làm chứ không được nghỉ anh em ạ. À, giới thiệu với anh em thì hôm nay thì có một số các anh gọi về để đặt ít hàng ấy. Thì Hiếu cũng tiện video này Hiếu cũng chia sẻ cho anh em luôn thì các cái bộ côn này, bộ côn Honda chính hãng này thì bên Hiếu vẫn đang cung cấp và phân phối cho anh em nhá. Những hàng chính hãng của Honda. Khi chúng ta cầm một bộ côn ấy, một bộ côn Honda chính hãng ấy thì ở trên cái bộ côn này nó có một cái số tem chìm giống như là tiền thật tiền giả. Thì anh em chúng ta xem vào cái vị trí đây này. Đấy, nó có cái chữ Honda mờ mờ này. Ở mắt thường ấy, mắt thường thì anh em chúng ta nhìn nó rõ hơn, còn ở trên máy quay thì đôi khi nó nhìn nó không rõ lắm. Đây là guốc này, chuẩn bị đóng hàng để gửi đi cho khách hàng này. Đấy. Có bộ rem OA rồi bộ S110. Ngoài ra thì hôm nay có một anh thì lấy một bộ côn Honda. Anh nào, anh tên là gì nhỉ? Thủy nhỉ? Anh gì đây nhỉ? Anh Thành Đức nha. Đây. Anh Thành Đức ở Vĩnh Phúc thì gọi điện cho Hiếu thì bà xã đang đóng rồi. Đây là cái bình tắc bình ốc à quên, cái này là bình thông dầu dây phanh, dây ga bảo dưỡng xe. Anh em nào có nhu cầu thì ba lô thì Hiếu chuẩn bị đang đi đóng hàng cho khách đây. Đây là anh Thành Đức. Anh Thành Đức Đức ở đâu nhỉ? Anh Thành Đức ở Vĩnh Phúc nha, thì anh có gọi điện cho Hiếu là đặt một bộ côn Honda của DRAM và hai bộ bi máy. Thì ở đây thì Hiếu soạn cho anh đi rồi, anh đặt hai bộ bi máy toàn bộ la chi thì Hiếu đóng hàng ở đây rồi nha. Đấy. Một bộ của nó là 4 viên, hai bộ là 8 viên với cả hai cái lồng đèn của Honda, hai cái lồng đèn thì Hiếu để sẵn vào đây rồi. Vợ tháo cho chồng cái này ra cái ra nào. Mở 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 cái dây này ra. Sắp lổ chum rồi anh em ạ. Tầm khoảng cuối tháng 8, cuối tháng 8 là lổ chum. Đây anh em nha. À, anh Thành Đức nha, đây này. Hiếu để sẵn cho anh đi rồi nha. Đây là cái long đền. Đấy. Long đền to và long đền nhỏ để chúng ta lắp vào bộ côn. Đấy. Anh đặt các sản phẩm này thì Hiếu đóng sẵn em buộc vào cho anh. Ngoài ra thì anh lấy thêm một cái bộ cảo bi đa năng. Cảo bi đây là đồng hồ này. Chống trộm này. Đấy. Đây là sách học sửa xe máy nhá, phun xăng điện tử FI và sách phổ thông. Anh em nào có nhu cầu thì ba lô cho Hiếu. Ở đây thì đây là bộ cảo bi đa năng này. Đấy, bộ cảo bi. Bộ cảo bi thì cũng giống như Hiếu có chia sẻ trên video. Màu nhạt hay màu đậm thì không quan trọng đâu anh em ạ. Đấy, thì nói chung là khi Hiếu nhập lô này và khi lúc sau Hiếu lại nhập lô khác, cho nên anh em chúng ta không quan trọng gì cái màu đâu nhá. Đấy, đây là sản phẩm này thì nó tốt hơn cái bộ trước đây Hiếu nhập một chút xíu. Đấy, này này thì ghi USA này. Đấy. Để Hiếu gắn cái máy quay lại và Hiếu mở ra chia sẻ cho anh em để chúng ta xem nhá. Đấy, ok rồi nhá, thì Hiếu đã gắn máy quay rồi đây. Và đưa 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 cái trục đấy đây, đưa cái trục đánh áp đây cho anh. Không sao, sắt thép để nó không có dầu. Đây nha, thì anh Thành Đức thì ở đây thì Hiếu thường thường Hiếu gửi đồ đi cho anh em đi thì nó khi Hiếu gửi là Hiếu đã kiểm tra sơ một loạt rồi nha. Đây là tất cả các đầu của nó từ nhỏ đến to. Đấy, 10 mini này. Đấy, 10 mini là và 12 mini này. 17 mini này. Cái này là 20 này. Đấy, 25. 5 đầu 30, 1 2 3, 30 nha. Đây anh em, 1 2 30 và hai ống này, hai ống này. Nhưng mà đầy đủ ở đây hết. Đấy. Và anh bảo Hiếu là gửi cho anh thêm một cái trục đánh áp. Đây là cái trục để chúng ta đánh áp bít tông lên dương 1, dương 2. Cái trục này thì Hiếu không cho dầu ấy, thì nhiều khi mình làm cả hàng trăm cái trục mình để thì nó hơi dỉ một chút xíu nhưng không sao.
anh em chúng ta về bôi dầu bôi mỡ vào làm sử dụng là nó lại bóng thôi anh em nhá. Đấy, những cái này thì nó không quan trọng gì. Thì cái trục này thì Hiếu sẽ để vào đây luôn cho anh nhá. Thì anh về anh để ý cho Hiếu nhá, Hiếu sẽ nhét vào đây luôn cho anh nhá. Đấy, đây là trục bánh áp này để gửi đi cho anh Thành Đức. Đấy, anh lấy bộ côn này, lấy hai bộ đi máy là chi xịn của Nhật và lấy một bộ cảo bi đa lăng. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đưa cho bà xã đóng vào. Đấy, bà xã đang đóng. Cái này vợ ở cho thêm cái giấy bóng vào nữa không? Lót thêm à? Không, anh thấy nó cũng chắc chắn rồi. Không, nó kêu lọc cọc, Nó kêu lọc cọc à? Đấy thì đây là Hiếu chuẩn bị đóng bóng đèn này, bóng đèn của công ty BMA. Đấy, bóng đèn rất là sáng anh em ạ. Đấy, bóng đèn sáng rất sáng luôn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho Hiếu, Hiếu sẽ gửi cho anh em. Anh em có muốn thử không? Hiếu thử cho anh xem. Đấy, thử bóng đèn ấy thì nó có cái đuôi, nó có cái đuôi để thử đấy, nhưng mà Hiếu không cầm, ở trong này không có đuôi, để Hiếu đi Hiếu lấy cái đuôi cho anh em nhá. Đây, đây là cái đuôi của nó. Thì khi anh em chúng ta mua quả bóng của công ty BMA này về là anh em chúng ta lắp như zin, chúng ta đưa lên xe thôi, không cần phải chuyển điện nhá. Bóng này của chúng ta là không cần phải chuyển điện, chúng ta lắp như zin, anh em chúng ta cắm trên xe của anh em chúng ta, nó có cái đuôi dẫn như này này, thì chụp về thì anh em chúng ta cắm mắt là xong. Đấy, là chúng ta lổ máy lên là ok anh em ạ. Đấy, đấy, Hiếu sẽ thử cho anh em xem cái độ sáng của nó này. Đây, anh em chúng ta nhìn độ sáng của nó này. Đấy, đấy, rất là sáng anh em nhá. Cái đấy là cốt, đây là pha này. Đấy, pha thì nó sẽ sáng hai tim bên này và bên này. Đấy, anh em nhìn này. Còn cốt thì nó chỉ sáng một bên thôi. Đấy, pha này. Còn đây là cốt này. Cốt là cái dây này. Đấy, nó chỉ sáng một tim thôi, còn tim này không sáng. Anh em hiểu không? Thì đây là cái dây vàng, dây trắng này. Dây trắng thì Hiếu chấm vào thì nó chỉ sáng một tim thôi. Đấy, còn cái dây xanh này thì Hiếu chấm vào thì nó sẽ sáng cả hai tim. Đấy, bóng chính hãng của công ty BMA luôn, rất sáng anh em nha. Bóng này đang được bảo hành từ A tới Z cho anh em. Lỗi sản phẩm được đổi mới luôn, không qua sửa chữa. Cho nên anh em chúng ta tuyệt đối sử dụng rất ok. Anh em chúng ta mua sản phẩm này, chúng ta về chúng ta lắp như zin, không cần phải chuyển điện. Anh em rất là ok anh em nha. Cho dùng người tiêu dùng thế. Còn đây là bóng bi cầu này. Đấy, bóng bi cầu. Bóng bi cầu này thì nó rất là sáng. Anh em chúng ta có thể cũng sử dụng bằng điện máy trực tiếp luôn anh em nhá. Không cần phải, chúng ta không cần phải chuyển điện. Còn nếu như anh em nào mà thích chuyển điện thì chuyển điện thôi. Vì cái bóng này của chúng ta vừa sử dụng bằng điện bình ắc quy và vừa sử dụng bằng điện máy xoay chiều. Anh em chúng ta muốn sử dụng điện nào cũng được. Đấy, nó có chế độ sáng vàng này. Đấy, sáng trắng này, tức là trắng và vàng, anh em hiểu không? Đây, Hiểu sẽ quay lên chỗ trên này cho anh em xem. Đây là vàng này, còn đây là trắng này. Đấy, anh em thấy không? Đây là trời, đây là ban ngày mà Hiếu soi này, dã man này. Đây là vàng này. Đấy, Hiếu soi cái mức độ mà ban ngày mà nó sáng như thế này là anh em biết rồi đúng không? Bóng này của chúng ta cũng được bảo hành từ A tới Z anh em nha. Lỗi là được đổi mới, không qua sửa chữa. Đấy, bóng của công ty là nó rất là ok, anh em chúng ta tha hồ sử dụng. Đấy, đây là bóng đèn LED của công ty BMA, chính hãng của công ty luôn.
Đấy, bây giờ Hiếu đang bán đổ cho anh em. Ngoài ra nhiều mấy vài bữa trước ấy, anh em có hỏi là đây là cái khẩu mà côn lồi đúc xịn nha. Hàng về rồi nha anh em. Không kiêm kìa, anh em nào mà gọi điện cho Hiếu mà muốn mua cái sản phẩm này ấy, mà Hiếu đang bảo hết ấy, thì bây giờ hàng về rồi, anh em chúng ta alo lại cho Hiếu nhá, qua số điện thoại là 0962783889 nhá, để anh em chúng ta có thể đặt cái sản phẩm. Đấy, đây là bộ khẩu côn mà lồi. Thì cách đây khoảng tầm 3-4 hôm gì đấy, anh em có gọi điện cho Hiếu bảo đặt mua, thì Hiếu bảo là tạm thời anh đang hết hàng ấy, đợi vài hôm nữa ấy. Thì anh em nào mà muốn mua lại thì cứ alo cho Hiếu, vì hàng về rất là nhiều. Đấy, hàng về rất nhiều để phục vụ cho anh em. Ngoài ra thì đây này, đây còn một số sản phẩm này. Móc lốp trợ lực này, dài 30 phân để chúng ta móc rất là nhẹ nhàng luôn. Ở đây thì cái bình này là bình thông dầu. Bình thông dầu để bảo dưỡng xe này anh em này. Đấy. Anh em chúng ta làm nghề ấy, thì chúng ta nên là sắm một cái bộ này nhá, về chúng ta sử dụng. Đấy. Đây là cái bình bình này là bình thông dầu dây phanh này, dây công tơ mét, dây ga. Anh em ta ở đây nó có cái cao su này. Đấy, ở đây có cái cao su này. Đấy, nó có hai cái, một bình nó có hai cái cao su để đi kèm cho anh em nhá. Đấy. Thì anh em chúng ta muốn sử dụng ấy là chúng ta đổ nhớt vào đây này. Chúng ta đổ nhớt vào đây. Chúng ta đổ khoảng tầm lưng lọ nhớt vào đây, và chúng ta đưa cái dây. Ở đây nó không có cái dây nào để chúng ta thử nhỉ. Nhưng sao nó có cái dây nào. Đây nha, Hiếu lôi tạm cái dây này đi. Dây này là dây điện thôi. Nhưng mà anh em chúng ta muốn thông cái dây này ấy, là cái đầu của nó, anh em chúng ta cho vào đây. Chúng ta bành cái này ra này, nhét cái dây này vào đây. Đấy, chúng ta nhét vào đây, đúng không ạ? Và anh em chúng ta đút vào đây, là anh em chúng ta vặn vào thôi. Đây, nguyên lý của nó là như này, Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em đúng luôn theo tiêu chuẩn này. Thứ nhất là đút dây vào đây. Đấy. Thứ hai là chúng ta banh cái cao su này ra, chúng ta nhét cái dây chúng ta cần bảo dưỡng vào, và chúng ta sẽ ấn vào đây. Đấy, ấn chặt vào đây và chúng ta vặn vặn con ốc này. Đấy. Khi anh em chúng ta vặn chặt cái con ốc bên ngoài này là nó, cái cao su nó sẽ bịt chặt vào cái dây này, nó làm kín cái dây này đi. Và anh em chúng ta chỉ cần mở cái van này này. Đấy, chúng ta mở cái van hơi này ra, cắm cái dây vào đây, cắm dây hơi ở đây, và chúng ta mở cái van này ra, và dầu nó sẽ chạy qua cái dây này, và nó làm thông cái dây của chúng ta. Đấy, nó rất là đơn giản. Có những anh em nào dùng rồi thì rất là ok, còn những anh em nào chưa biết thì Hiếu đây là Hiếu chia sẻ để cho anh em, những anh em chưa biết thôi. Còn có rất nhiều anh em người ta sử dụng, bản thân nhà mình thế. Quán sửa xe là chúng ta phải sắm bộ này. Đấy, cái máy này nó đi kèm hai cái cao su anh em nhé. Thế vậy, đóng lốt vào, đế độ nha. Đấy, đế độ lồi. Đây là bộ chỉnh cam cò. Anh em nào lấy thì cứ alo cho Hiếu, Hiếu bán buôn bán lẻ cho anh em luôn. Đấy, sản phẩm bên Hiếu thì rất là nhiều. Có một số anh em hỏi về cái chống trộm ấy. Đây là vam cảo ba chân này, chống trộm thì bên Hiếu vẫn còn một vài cái sản phẩm đây để phục vụ cho anh em này. Đây là bộ chống trộm của Yamaha này.
Đây chống trộm nha. Hò quá anh em ạ. Sắp ốm đến nơi sao. Đây là bộ chống trộm thì nó vừa có một cái rơ mót như này, rất là sang trọng đẹp này, và có cái chìa khóa. Cái chìa khóa này là rất là tiện. Cái này là chống trộm chống cướp vẫn ok, nhưng anh em chúng ta có cái phôi có chìa khóa này là anh em chúng ta đánh cái thìa này là chúng ta mở được cái cốp xe của anh em chúng ta. Đấy, rất là tiện luôn. Còn anh em chúng ta mà không thích cái chìa khóa thì chúng ta có thể dùng cái rơ mót này. Đấy. Để tự động này. Chuông này, mở khóa và tắt khóa chống trộm này, đấy. Đấy rất ok anh em nhá. Tôi sẽ ấy vào. Như cái mặt hàng này là Hiếu gửi đi rất là nhiều cho anh em. Anh em nào mà có xe ấy, thì chúng ta lên mua một cái sản phẩm này để tránh cái tình trạng mà mất bò mới lo làm chuồng nhá. Còn đây là bộ này thì cao cấp hơn một chút xíu. Bộ này cao cấp hơn, đắt tiền hơn bộ kia một chút xíu này. Cái này thì nó không có ở đâu, nó chỉ có mỗi giờ mót thôi, nó không có chìa khóa. Đấy, có nguyên giờ mót thôi anh em nhá. Còn cái mức độ cảnh báo chống trộm, chống cướp thì nó vẫn như cái bộ kia thôi. Anh em chúng ta sử dụng thế nào cũng được. Ngoài ra bên Hiếu thì anh em nào mà không có điều kiện hoặc ít tiền ấy thì anh em chúng ta sử dụng bằng bộ lài. Đấy, đây là bộ lài, là bộ rẻ tiền nhá. Nhưng mà chức năng của nó thì cũng không thua kém đâu. Chẳng qua là nó vừa một túi tiền của các anh em thôi. Đấy. Lắp trượt này. Đấy, giống như là điện thoại Motorola ấy. Anh em thấy trượt gấp này. Đấy, rất là xịn sò nhá. Đấy, cái bộ sản phẩm này thì nó cũng có đề tự động này. Tìm xe trong bãi, chống trộm chống cướp và mở khóa. Đấy, nó cũng chức năng của nó rất là ok. Thì Hiếu thì cũng có nhập một số mặt hàng đắt có, rẻ có, bình dân có để phục vụ cho anh em. Các khách hàng gọi là tùy các anh em, có thể là học sinh cũng có thể là chơi được, và những anh em nào có điều kiện cũng có thể chơi được. Đấy là một số sản phẩm ở bên Hiếu. Ngoài ra những cái cuốn sách học về FI hoặc là sách phổ thông bắt bệnh nhanh thì bên Hiếu vẫn đang cung cấp cho anh em để anh em chúng ta có thể học nghề nhá. Sơ đồ mạch điện, cảm biến CPU là đầy đủ hết anh em nhá, để chúng ta có thể làm nghề. Thì anh em nào có nhu cầu ấy thì cứ alo cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889 nhá, để đặt hàng. Đấy rồi, ok anh em nhá. Thì Hiếu sẽ tạm ngừng video tại đây. Rồi Hiếu với cả bà xã sẽ đóng hàng để gửi đi cho anh em. Đấy, côn nồi xịn của Honda chính hãng. Anh em nào có nhu cầu ấy thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại 0962 783 889. Hiếu sẽ gửi cho anh em trên toàn quốc. Rồi ok, Hiếu chào tất cả anh em.